Báo Mỹ hết lời ca ngợi bánh mì Thanh Long Việt Nam, chữa dịch COVID-19. Bánh mì Thanh Long được tờ báo Mỹ chuyên về tài chính và kinh doanh Business Insider ca ngợi vì giúp tiêu thụ hàng tấn thanh long ế ẩm của người dân. Theo tờ Business Insider, bánh mì Thanh Long thể hiện sự thích nghi sáng tạo của người Việt trước những tác động của COVID-19. Việc làm này giúp giải cứu hàng trăm tấn thanh long không thể xuất sang Trung Quốc, có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho đất nước. Khi đến thưởng thức bánh mì thanh long tại chuỗi hệ thống bánh ABC của đầu bếp Cao Siêu Lực, phóng viên của Business Insider phải chờ đợi 20 phút để được cầm trên tay những ổ mì nóng hổi. Ảnh chụp bánh mì thanh long trên Business Insider, chiếc bánh mì màu hồng khiến tôi phải bất ngờ. Mặc dù nó được sáng tạo ra để giải cứu nông sản mùa COVID-19, nhưng nó cũng rất phù hợp để đăng lên Instagram. Sáng tạo này không phải dùng để tạo danh tiếng trên phương tiện truyền thông xã hội, mà nó thật sự ngon với lớp vỏ ngoài giòn tan và bên trong thanh mát, đầy hương vị trái cây nhẹ nhàng. Thêm thanh long vào bánh mì có thể là một gợi ý rất tinh tế, phóng viên Business Insider nhận xét về bánh mì thanh long của Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam, bánh mì thanh long còn gây sốt ở cộng đồng quốc tế. Nhiều bạn bè thế giới phải ngã mũ thán phục về nền ẩm thực đa dạng và sự thích nghi sáng tạo của đất nước hình chữ S. Đây cũng là ý tưởng độc đáo để góp phần chung tay giải cứu nông sản Việt, chữa dịch COVID-19.